BBTV Podcast. Thưa quý vị, thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng nhiều và có diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn phạm tội tinh vi, có xu hướng đan xen kết hợp giữa nhiều hình thức lừa đảo khác nhau, gây thiệt hại lớn về tài sản và bức xúc trong quần chúng nhân dân. Đáng chú ý là thời gian gần đây, do chưa nắm rõ các quy định trong thông tư số 08/2023 của Bộ Giao thông Vận tải về gia hạn kiểm định cho các xe ô tô, ô tô con đến 9 chỗ ngồi không kinh doanh vận tải, nhiều chủ phương tiện đã tin tưởng và làm theo hướng dẫn của các đối tượng mạo danh nhân viên đăng kiểm, dẫn đến là mất tiền oan. Vậy thì cụ thể, thủ đoạn lừa đảo này được các đối tượng thực hiện như thế nào? Người dân cần lưu ý những điều gì về các quy định, thủ tục về đăng kiểm xe ô tô? Câu trả lời sẽ có trong podcast Câu chuyện cảnh giác của BBTV ngày hôm nay. Mỹ Duyên và Minh Tuyết rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn. Thưa quý vị, để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản này, các đối tượng đã giả mạo là nhân viên của các trung tâm đăng kiểm, gọi điện thoại cho chủ xe thông báo ô tô hết hạn kiểm định, phải gia hạn đăng kiểm. Đáng chú ý là những người tự xưng là cán bộ đăng kiểm này nắm khá rõ thông tin về họ tên, chủ phương tiện, biển số xe, địa chỉ, thời gian xe hết hạn đăng kiểm, nên phần lớn người dân chẳng mảy may nghi ngờ. Nếu mà chủ phương tiện tin tưởng và làm theo hướng dẫn, các đối tượng sẽ gửi phiếu xác nhận gia hạn về qua hệ thống chuyển phát nhanh. Sau đó thì người nhận thông qua shipper sẽ chuyển lại từ 100 đến 150 ngàn đồng cho đối tượng. Vì số tiền không lớn nên nhiều chủ phương tiện đã chủ quan, sẵn sàng chuyển khoản cho các đối tượng. Điều đáng nói là ngoài số tiền mất oan trên thì nhiều nạn nhân còn bị lừa mua bảo hiểm bắt buộc cho ô tô của mình với số tiền từ 300 cho đến 500 ngàn đồng hoặc là nhờ đóng hộ phí đường bộ và đã bị chiếm đoạt. Theo phản ánh của các trung tâm đăng kiểm tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước và nhiều chủ phương tiện, thời gian qua đã bị nhiều đối tượng mạo danh liên hệ để lừa đảo tiền liên quan đến việc gia hạn thời gian kiểm định xe cơ giới, gửi giấy xác nhận gia hạn về cho chủ phương tiện với mức lệ phí từ 100 đến 150 ngàn đồng. Có thể kể đến chị Nguyễn Thanh Hát, trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội cho biết, vào cuối tháng 9 năm 2023, chị đã nhận được một cuộc gọi từ số di động xưng là cán bộ trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội, thông báo xe của chị sẽ được gia hạn đăng kiểm thêm 6 tháng theo thông tư số 08. Nghe người này hướng dẫn rất nhiệt tình, cụ thể và tiền phí dịch vụ không nhiều nên chị Hát đã tin tưởng đồng ý. Sau đó một ngày, nhân viên bưu điện mang giấy tới và thu tiền phí dịch vụ của chị H là 150.000 đồng. Chị H cho biết người xưng là cán bộ đăng kiểm này còn đọc rõ họ tên, chủ phương tiện, biển số xe, địa chỉ, thời gian xe hết hạn đăng kiểm nên tôi tưởng thật đã đồng ý. Thế nhưng khi nhận giấy gia hạn, thấy mẫu bưu cục ghi không cung cấp địa chỉ người gửi. Tôi thấy nghi ngờ, gọi lại số điện thoại đã gọi thì không được. Tôi đã liên hệ trung tâm đăng kiểm thì biết mình bị lừa. Hay gần đây nhất vào đầu tháng 11 năm 2023, anh Phạm Mạnh Huy ở Hải Phòng nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là nhân viên của một trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hải Phòng. Người này giới thiệu đang được giao thực hiện dịch vụ hỗ trợ gia hạn đăng kiểm ô tô cá nhân. Qua rà soát thì thấy xe ô tô của anh Huy đã gần hết hạn đăng kiểm. Người này còn đề cập đến bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc sắp hết hạn và tư vấn anh Huy mua bảo hiểm. Vậy là ngoài số tiền mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho xe ô tô, anh Huy còn bị thu 100.000 đồng tiền phí gia hạn kiểm định và 30.000 đồng tiền phí dịch vụ mang đến tận nhà. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, trên thực tế, Cục đã tải lên toàn bộ giấy xác nhận thời hạn kiểm định cho các xe cơ giới có hạn kiểm định từ ngày 3 tháng 6 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 thuộc diện được gia hạn kiểm định. Chủ xe có thể tra cứu gia hạn kiểm định trên website chính thức của Cục Đăng kiểm Việt Nam theo đường link gia hạn xcg.vr.org.vn hoặc trên app TTDK và tự tải file giấy xác nhận gia hạn để sử dụng khi lưu thông trên đường. Về việc bị mạo danh, ông Nguyễn Văn Dũng, trạm phó trạm đăng kiểm xe cơ giới 2903S khẳng định, những khách hàng có ô tô họ đều tự biết đến hạn để mua bảo hiểm mới ở những đơn vị được cấp phép, trung tâm chỉ thực hiện việc đăng kiểm xe. Nhân viên của trung tâm cũng không gọi điện cho khách hàng nhận làm dịch vụ gia hạn có thu phí. Đơn vị cũng không bố trí cán bộ hay là nhân viên gọi điện thoại cho khách hàng để tư vấn bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Nếu mà xe nào gần hết hạn đăng kiểm thì trung tâm sẽ nhắn tin báo nhắc chứ không phát sinh thêm dịch vụ. Những trường hợp làm như vậy là mạo danh và trái quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến uy tín của trung tâm.
không có chuyện thu phí 100.000 hay bao nhiêu tiền đó. Thì cái vấn đề này thì các chủ phương tiện nên cảnh giác. Người dân khi gia hạn đăng kiểm thì có thể là gia hạn ở app mình tải về điện thoại cũng như là các trang thông tin của đăng kiểm. Theo luật sư Giang Hồng Thanh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, hành vi giả mạo nhân viên đăng kiểm, gọi điện hỗ trợ gia hạn xe có thu phí là hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu trục lợi cá nhân, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Làm cái thủ tục gia hạn đăng kiểm và với chi phí 100.000 đồng, nó là hành vi vi phạm pháp luật. Và theo quy định của pháp luật thì đây là hành vi sử dụng dở, hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản và đó là hành vi lừa đảo. Vì vậy là những cái người thực hiện hành vi này dù chỉ thu ở mức 100.000 thì cũng đã là có hành vi vi phạm pháp luật. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thông tư 08/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo trình tự thủ tục rút gọn chính thức có hiệu lực từ ngày 2/6/2023. Trong đó, Thông tư 08/2023 quy định các xe ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải có thời gian sản xuất đến 7 năm và thời gian sản xuất từ 13 đến 20 năm đã được cấp giấy phép chứng nhận, tem kiểm định trước ngày 22/3/2023 và có hiệu lực đến trước ngày 1/7/2024 sẽ được tự động giãn chu kỳ kiểm định theo chu kỳ mới quy định tại Thông tư số 02/2023 ngày 22/3/2023. Cụ thể thì cơ quan đăng kiểm sẽ tự động cấp giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, tem kiểm định đối với các phương tiện trên mà chủ xe không cần đưa xe đến trung tâm đăng kiểm để kiểm định lại, tạo thuận lợi cho người dân, tiết kiệm thời gian và chi phí. Tuy nhiên thì do chưa hiểu rõ các quy định trong Thông tư 08 về gia hạn kiểm định cho các xe ô tô con đến 9 chỗ ngồi không kinh doanh vận tải, nhiều chủ phương tiện đã tin tưởng và làm theo hướng dẫn của đối tượng giả mạo nên dẫn đến mất tiền oan. Theo cơ quan chức năng, các hành vi lừa đảo gian dối liên quan đăng kiểm hiện xuất hiện nhiều. Với thủ đoạn vô cùng tinh vi, người dân cần thận trọng khi nhận được các cuộc gọi lạ, yêu cầu chuyển khoản để tránh mất tiền. Khi phát hiện hoặc nghi vấn đối tượng có hành vi lừa đảo, cần báo ngay công an để kịp thời xử lý. Để thực hiện gia hạn đăng kiểm tự động trên app TTDK, người dùng vào mục gia hạn đăng kiểm, khách hàng sẽ được dẫn đến đường link gia hạn xcg.vr.org.vn để tra cứu xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, tem kiểm định. Sau khi điền đầy đủ các thông tin như là biển đăng ký, số seri, giấy chứng nhận kiểm định, mã xác nhận, khách hàng tiếp tục bấm tra cứu sẽ có kết quả giấy chứng nhận được cấp thuộc diện gia hạn sẽ hiện kết quả trên màn hình. Chủ xe bấm vào đường link bản xác nhận thông tin kiểm định để xem và in ra giấy để sử dụng khi đi trên đường mà không cần đến trung tâm đăng kiểm hay là phải mất một khoản phí nào. Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng khuyến cáo chủ phương tiện nên chủ động kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa các hư hỏng nếu có của phương tiện trước khi đi kiểm định để tránh phương tiện có kết quả kiểm định không đạt phải khắc phục sửa chữa nhiều lần, tạo thêm tình trạng ùn tắc, mất thời gian công sức không đáng có của chủ phương tiện, gây ảnh hưởng đến phương tiện khác và tạo thêm áp lực cho trung tâm đăng kiểm. Ngoài ra, thì Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các đơn vị đăng kiểm viên và nhân viên không được tùy tiện, tự ý đưa ra các yêu cầu không có trong quy định do Bộ Giao thông Vận tải ban hành. Nếu để xảy ra sai phạm, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hy vọng với những thông tin mà Minh Tuyết và Mỹ Duyên vừa chia sẻ trong podcast Câu chuyện cảnh giác ngày hôm nay đã giúp quý vị có thêm được những kiến thức hữu ích để phòng tránh được những thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng xấu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong những phút vừa qua. Hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng ngày mai.